người đàn ông này đang bị một nhóm cảnh sát vây bắt vì anh ta bị nghi ngờ là một kẻ khủng bố, đã tạo ra rất nhiều vụ nổ, khiến hàng tá người vô tội chết không kịp ngáp. Càng kinh ngạc hơn là anh ta dùng chính những đứa con của mình làm con tin, thế nhưng hổ dữ không ăn thịt con, liệu rằng ẩn sau chuyện này còn có lý do gì khác hay không? Chuyện phải kể từ khi Song Gu là giám đốc một chi nhánh ngân hàng, anh có một cuộc sống khá sung túc cùng vợ con. Vào một ngày khi Song Gu đang đưa các con đến trường, thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong xe vang lên. Mới đầu Song Gu tưởng là của con gái nhưng không phải. Sau một hồi tìm kiếm anh đã thấy một chiếc điện thoại lạ trên xe. Song Gu chẳng nghĩ ngợi nhiều liền bắt máy. Đối phương nói rằng dưới ghế xe của anh có bom. Nghe vậy Song Gu cho rằng đây là trò đùa nên đã vứt nó sang một bên, rồi lái xe đến trạm xăng. Nhưng ngay khi anh định bước xuống thì chiếc điện thoại kia lại bất ngờ đổ chuông. Lần này đối phương nghiêm túc nói rằng trên xe có mùi lạ anh không nhận ra à. Bây giờ Song Gu mới cẩn trọng hơn mà đóng cửa xe lại. Đối phương nói rằng hiện giờ anh đang ngồi trên một quả bom, chỉ cần rời khỏi vị trí là nó sẽ lập tức phát nổ. Đúng lúc này nhân viên cây xăng tới gõ cửa nói rằng là cây xăng tự phục vụ. Song Gu không dám mạo hiểm chỉ đành rút tiền ra để anh nhân viên đổ xăng giúp mình. Sau đó Song Gu liền chuyển cuộc gọi qua tai nghe để tránh các con biết được và sợ hãi. Lúc này người bí ẩn tiếp tục nói về quả bom. Song Gu vẫn không coi đó là sự thật, nhưng sau khi rút điện thoại ra chụp hình dưới gầm ghế, quả nhiên bên dưới thật sự có bom. Lúc này anh mới nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Người bí ẩn nói từ giờ anh phải nghe theo mọi lời nói của hắn, nếu không hắn sẽ lập tức kích nổ quả bom từ xa. Đầu tiên Song Gu hãy chuẩn bị cho hắn 900 triệu won tiền mặt và 1 tỷ 7 won tiền tài khoản, nếu không hắn sẽ cho quả bom phát nổ. Hơn nữa người bí ẩn bảo anh hãy nói cho bọn trẻ biết trên xe có bom. Hết cách Song Gu đành phải nghe theo. Con gái liền hỏi rằng liệu có nên báo cảnh sát, nhưng tên bí ẩn nói nếu báo cảnh sát thì bọn họ cũng đi đời luôn. Đúng lúc này cấp dưới của anh cũng gọi tới. Anh ta nói rằng mình đã bị một kẻ nào đó đặt bom trên xe. Hoàn cảnh lúc này cũng giống hệt với Song Gu. Nghe vậy anh lập tức lái xe tới đó. Phó giám đốc hiện tại vẫn rất lo lắng ngồi trên xe, nhưng vợ của anh ta lại không tin chuyện đặt bom mà liên tục đòi đi xuống. Song Gu thấy vậy chỉ có thể khuyên họ hãy giữ bình tĩnh ở yên đó. Tưởng rằng bọn họ đã bình tĩnh được, anh liền tìm một chỗ để đỗ xe. Nhưng lúc này vợ phó giám đốc vẫn cố chấp bước xuống. Ngay lập tức quả bom đã phát nổ khiến ai nấy vô cùng bàng hoàng. Song Gu vội lái xe lên kiểm tra thì thấy mọi thứ đã vỡ vụn, mà vụ nổ vừa nãy cũng khiến cậu con trai bị một mảnh vỡ văng trúng. Điều này làm ba bố con vô cùng hoảng loạn. Song Gu liền tháo cà vạt của mình đưa cho con gái và bảo cô băng vết thương lại cho em trai. Sau đó Song Gu tức tốc lái xe lao tới bệnh viện, nhưng tên bí ẩn lại nhắc nhở anh, nếu xuống xe thì kết cục của họ cũng giống với tên phó giám đốc vừa rồi. Song Gu không ngừng cầu xin và hứa sau khi cấp cứu xong cho con trai, mình sẽ giao đủ số tiền cho hắn. Thế nhưng tên bí ẩn lại không chấp nhận, chỉ khi hắn nhận được tiền thì con trai anh mới được tới bệnh viện. Bất cứ ai tự ý xuống xe hắn sẽ cho quả bom nổ ngay lập tức. Song Gu lúc này hoảng sợ rồi, anh liền lái xe ra một khu vắng vẻ để kiểm tra vết thương của con trai. Song Gu bảo con gái buộc chặt vết thương hơn chút nữa vì anh không rời khỏi ghế được. Mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng cô cũng chỉ đành làm theo lời bố. Nghe tiếng gào khóc đau đớn của con, Song Gu vô cùng đau lòng. Nhưng kẻ bí ẩn vẫn nhất quyết không chịu thỏa thuận với anh. Thậm chí vì tên phó giám đốc đã chết nên giờ anh phải chuyển 3 tỷ tư. Nhưng số tiền lớn như vậy làm sao anh có thể kiếm được trong thời gian ngắn. Tuy nhiên kẻ bí ẩn chẳng thèm quan tâm, miễn sao anh phải giao đủ tiền thì mới được đưa con trai đến bệnh viện. Thấy cậu nhóc đang đau đớn như vậy, Song Gu hết cách chỉ đành gọi điện cho một người đồng nghiệp làm ở chi nhánh khác, nói dối rằng mình chuẩn bị ký hợp đồng rất lớn với một công ty, nhưng số tiền họ chuẩn bị không đủ nên giờ công ty phải chuyển thêm một khoản nữa. Đồng nghiệp nghe vậy rất vui mừng liền nói rằng mình sẽ chuyển ngay, nhưng phải mất một buổi sáng mới xử lý xong. Thấy tình hình con trai nguy cấp, Song Gu liền kêu đồng nghiệp hãy cố xử lý xong trong một tiếng. Cuối cùng vấn đề chuyển tiền cho kẻ bí ẩn tạm thời được giải quyết, nhưng còn số tiền mặt kia anh làm thế nào để đưa cho kẻ bí ẩn được? Bởi nếu Song Gu bước xuống chiếc xe sẽ nổ tung. Nghe vậy hắn liền bảo chẳng phải anh còn có vợ sao. Song Gu định thần lại mới nhớ ra rằng mình đã quên mất vợ. Bên này cảnh sát đang tiến hành điều tra hiện trường vụ nổ. Thông qua camera giám sát họ phát hiện xe của Song Gu dường như biết trước có vụ nổ nên đã tránh ra xa, mà sau đó anh lại rời khỏi hiện trường ngay lập tức. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ Song Gu có liên quan đến vụ nổ đó. Bên này Song Gu đã gọi cho vợ và bảo cô mau chóng đi rút tiền mặt, bởi vì xe của anh đang bị đặt bom. Hắn đã đòi tiền và ba bố con không thể rời khỏi xe được. Nghe vậy người vợ vô cùng hoảng loạn, tiếng khóc của con trai cũng khiến cô mất bình tĩnh. May mà con gái rất hiểu chuyện, cố kìm nước mắt để trấn an mẹ rằng mình và em trai vẫn ổn. Sau đó Song Gu liền kêu vợ hãy mau chóng đi rút tiền để đưa cho kẻ đặt bom, và tuyệt đối không được báo cảnh sát, nếu không bom sẽ lập tức phát nổ. Sau đó Song Gu liền lái xe đến gần ngân hàng. Lúc này máu ở chân con trai cũng đã ngừng chảy, vợ Song Gu đã tới ngân hàng. Không lâu sau cô cũng rút được tiền, theo chỉ dẫn của kẻ bí ẩn. Song Gu bảo vợ hãy để tiền ở cửa hàng tiện lợi gần đấy. Tuy nhiên lúc này cô lại nói rằng có kẻ lạ mặt bám theo mình, khả năng đó chính là tên đặt bom. Bất ngờ một tiếng hét thất thanh của vợ vang lên. Đợi đến khi Song Gu lái xe tới nơi,
thì đã thấy một tên đàn ông bị nhân viên an ninh bắt giữ. Lúc anh tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì giọng tên lạ mặt lại bất ngờ vang lên. Hóa ra kẻ đó không phải hắn. Tên này bảo với anh rằng bom sắp nổ rồi. Song Gu hoảng sợ bảo với vợ rằng kẻ bị bắt không phải tên đặt bom. Sau đó anh nhanh chóng quay lại ôm lấy các con. Nhưng đúng lúc này chỗ vợ anh đứng bất ngờ phát nổ. Hóa ra quả bom hắn nói tới không phải trên xe của anh. Song Gu lo lắng vội vàng gọi lại cho vợ. May mà vụ nổ đó không làm cô bị thương. Hóa ra đây chỉ là lời cảnh báo Song Gu mà thôi. Điều này khiến anh vô cùng tức giận. Nhìn con trai vì bị thương trở nên yếu ớt, Song Gu chỉ đành nén giận mà cầu xin hắn hãy cho con trai mình vào viện. Nhưng vì lúc nãy vợ anh đã làm hỏng mọi chuyện khiến hắn chưa thể lấy tiền, nên việc đến bệnh viện cũng bị hủy bỏ. Mặc dù căm phẫn nhưng Song Gu cũng chẳng thể làm gì. Bên này cảnh sát cũng nhận được tin về vụ nổ vừa xảy ra. Sau khi quan sát camera ở hiện trường, một lần nữa cảnh sát đã phát hiện xe của Song Gu ở gần đó vô cùng khả nghi. Ngay lập tức cảnh sát liền phát lệnh truy nã chiếc xe của anh. Bên này Song Gu đã gọi điện cho đồng nghiệp, nhưng khi nhận được tin việc chuyển tiền chưa xử lý xong thì vô cùng tức giận. Điều này cũng khiến đồng nghiệp nghi ngờ Song Gu có chuyện gì. Thấy vậy anh chỉ đành cố gắng bình tĩnh lại, rồi động viên đồng nghiệp hãy xử lý xong càng sớm càng tốt. Tuy nhiên tình hình con trai anh lúc này đã bắt đầu có chuyển biến xấu. Chân của cậu đã mất cảm giác, điều này khiến Song Gu vô cùng tuyệt vọng. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì con trai có thể sẽ mất đi đôi chân vĩnh viễn. Vì vậy, Song Gu không ngừng van xin kẻ lạ mặt hãy cho con trai mình đến bệnh viện trước. Thế nhưng tên này chẳng có một chút động lòng nào. Đúng lúc này cảnh sát đã ập tới và yêu cầu anh xuống xe làm việc. Nhưng tình hình nguy cấp của con trai Song Gu không thể chậm trễ, liền mặc kệ lời đe dọa của kẻ bí ẩn. Song Gu dặn con gái giữ chặt em, sau đó cúp điện thoại và phóng xe bỏ chạy. Thấy vậy cảnh sát liền lập tức điều động nhân lực đuổi theo. May mà trong lúc tháo chạy kẻ bí ẩn đã không cho nổ quả bom. Thế nhưng khi Song Gu vận dụng hết tài ôm cua đá vỉa chạy ra được bờ biển, thì đã bất ngờ bị cảnh sát chặn lại. Cuối cùng chiếc xe của Song Gu đã hoàn toàn bị cảnh sát bao vây. Đúng lúc này kẻ bí ẩn lại gọi tới. Hắn tức giận không ngừng chửi bới vì Song Gu đã tự ý hành động. Thấy cảnh sát trưởng tiến tới, kẻ lạ mặt liền uy hiếp Song Gu phải nói theo những gì hắn bảo. Hết cách Song Gu chỉ đành làm theo. Hắn bắt anh nói với cảnh sát mau tránh ra xa, nếu không anh sẽ cho nổ bom được cài dưới ghế của mình. Nhưng điều này khiến cảnh sát vô cùng khó hiểu, vì chẳng phải trên xe là con của anh hay sao? Anh định dùng chúng để làm con tin à? Nhưng Song Gu lúc này làm gì có lựa chọn nào khác. Anh bảo cảnh sát mau tránh ra, nếu không tôi sẽ cho nổ bom đấy. Từng lời nói của Song Gu đã khiến cảnh sát cho rằng anh chính là kẻ khủng bố, vì vậy họ cũng chỉ đành lùi lại 50 mét, sau đó liền điều động đội đặc nhiệm và phá bom tới hiện trường. Cảnh sát trưởng ra lệnh chỉ cần cứu được đám nhóc thì sẽ lập tức bắn Song Gu, nhất định không được để quả bom phát nổ trong thành phố. Ngay lập tức đội đặc nhiệm liền triển khai kế hoạch, những tay bắn tỉa cũng nhanh chóng vào vị trí. Lúc này chỉ huy của đội phá bom mặc đồ bảo hộ cũng được điều động tới để đàm phán với Song Gu. Sau khi thấy biểu cảm của anh và một số điện thoại vô danh gọi tới, cô đã ngầm hiểu ra mọi chuyện. Sau khi xác nhận tình hình đám nhóc, cô liền lấy bộ đàm để chung vào mấy chai nước rồi đưa cho anh. Song Gu chuyển cuộc gọi từ tai nghe ra loa ngoài, sau đó cố gắng nói chuyện với kẻ bí ẩn kia. Đội đặc nhiệm bên ngoài cũng chăm chú theo dõi, nhưng lúc này hắn lại không nói gì nữa. Bất ngờ một tin nhắn được gửi tới kêu anh vứt bộ đàm ra ngoài. Mặc dù không đỡ nhưng Song Gu cũng chỉ đành làm theo. Lúc này kẻ bí ẩn mới tiếp tục nói chuyện, nhưng Song Gu nhanh trí đã nhận ra hắn đang có mặt tại hiện trường. Anh bấm còi xe thì quả nhiên đã có tiếng vọng lại từ cuộc gọi. Song Gu cố tìm kiếm trong đám đông xem kẻ đó rốt cuộc là ai, thì bất ngờ hắn lại nói rằng mọi chuyện xảy ra đều tại Song Gu. Trong lúc anh còn chưa kịp hiểu gì thì điện thoại đột nhiên mất liên lạc. Hóa ra cảnh sát đã phá sóng điện thoại khu này. Sau đó chỉ huy đội phá bom đi tới và nói rằng bây giờ anh có thể nói chuyện gì đã xảy ra được rồi. Nghe vậy Song Gu mới thở phào nhẹ nhõm, mà kể rằng có kẻ đã đặt bom dưới ghế của mình để đòi tiền. Nếu họ bước ra khỏi xe nó sẽ lập tức phát nổ. Dường như kẻ đó đang trốn trong đám người xung quanh đây. Vì con trai anh đang bị thương nên anh không thể làm gì được cả. Nghe vậy cô liền dẫn thêm hai cảnh sát cùng chó nghiệp vụ tới kiểm tra. Quả nhiên họ đã phát hiện có hai quả bom tự chế ở ghế lái và ghế đầu. May mà phía sau không có bom, nên cảnh sát đã lập tức tháo hết cửa xe và quyết định đưa đám nhóc ra ngoài trước. Thế nhưng con gái lại không chịu đi mà muốn ở lại cùng bố. Khi sắp bị đưa đi, cô nhóc đã vùng ra và nhảy lên ghế trên ngồi. Quả bom cũng vì vậy mà được kích hoạt. Hóa ra cô nhóc làm như vậy là vì sợ khi mình rời đi, đội bắn tỉa sẽ bắn bố mình ngay lập tức. Thấy con gái hiểu chuyện và lo lắng cho mình như vậy, Song Gu đau lòng liền ôm lấy cô nhóc bật khóc. Chỉ huy quay lại chỗ cảnh sát thì vô cùng tức giận vì họ đã khiến cô nhóc kích động. Nhưng cảnh sát trưởng làm vậy vì vẫn nghi ngờ Song Gu đang nói dối. Đúng lúc này đã có người nhận là em trai của Song Gu đi tới và bảo rằng mình muốn ra khuyên nhủ anh trai. Thấy vậy cảnh sát đã mặc áo chống đạn cho anh ta, rồi để anh ta tiếp cận chiếc xe. Ngay khi vừa đi tới hắn đã chào hỏi Song Gu và nhận mình chính là kẻ đặt bom. Điều này khiến anh tức giận chẳng hiểu sao hắn lại làm thế với mình. Giờ nếu quả bom phát nổ thì anh và hắn cũng sẽ chết chung. Tuy nhiên tên này lại chẳng quan tâm vì hiện giờ hắn đã chả còn gì để mất nữa. Thế nhưng Song Gu lại còn con gái ở trên xe. Hết cách anh chỉ có thể cầu xin rằng mình sẽ cố kiếm đủ số tiền hắn yêu cầu.
để hắn thả con gái mình đi. Nghe vậy tên này đã thỏa hiệp mà tắt quả bom ở ghế của con gái anh đi, rồi kích hoạt quả bom ở chỗ song gu, và đe dọa nếu anh còn dám giở trò gì thì con gái anh sẽ chết. Trước lời khuyên bảo của bố, cuối cùng cô nhóc chỉ đành rời đi cùng kẻ đặt bom. Sau đó Song Gu liền lập tức khởi động xe bỏ chạy, cảnh sát vội vàng tấn công nhưng may mắn anh không trúng đạn. Song Gu điên cuồng lái xe trên đường để đào thoát. Bên này vụ việc đã được truyền thông đưa tin, vợ Song Gu phát hiện kẻ tự xưng không phải em trai của chồng mình, liền lập tức báo chuyện này cho cảnh sát. Thế nhưng hiện giờ hắn đã dẫn con gái của anh đi mất, còn Song Gu lúc này vừa tháo chạy, vừa dùng mọi mối quan hệ của mình để vay tiền. Nhưng tất cả mọi người đều từ chối giúp đỡ, điều này khiến Song Gu hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng anh đã gọi điện cho vợ để hỏi thăm tình hình con trai. Sau khi biết rằng cậu nhóc đã an toàn, Song Gu liền hứa rằng mình sẽ làm mọi cách để đưa con gái trở về. Sau khi nói lời tạm biệt với vợ, thì đúng lúc này tên đặt bom cũng gọi tới. Từ lời của hắn bây giờ Song Gu mới nhớ ra, 6 năm trước khi anh vẫn là một nhân viên ngân hàng bình thường, Song Gu đã lừa tất cả nhân viên của một nhà máy đầu tư vào một công ty, mà không lâu sau công ty đó cũng thông báo phá sản. Mặc dù đã nỗ lực khởi kiện ngân hàng, nhưng cuối cùng tất cả nhân viên của nhà máy vẫn không thể lấy lại được tiền. Nhờ chuyện này mà Song Gu cũng được thăng chức thành giám đốc chi nhánh. Còn một số nhân viên nhà máy sau khi mất hết số tiền tiết kiệm cả đời, đã chọn cách tự kết thúc mạng sống, mà vợ của tên đặt bom là một trong số đó. Cô ấy đã rời đi cùng đứa con chưa kịp chào đời, vậy nên kẻ đặt bom căm phẫn đã muốn trả thù Song Gu, còn số tiền mà anh ta muốn lấy được từ anh, chỉ là để đưa cho những nạn nhân mà Song Gu đã lừa. Biết được mọi chuyện, Song Gu liền cắt đuôi cảnh sát, sau đó tìm tới chỗ kẻ đặt bom đã hẹn, nhìn những nhà xưởng còn treo băng rôn đòi tiền, anh cuối cùng đã nhận ra được sai lầm của mình. Sau đó Song Gu đã tìm thấy con gái, lúc này anh mới nhận mọi chuyện đều là lỗi của mình nên hãy tha cho con gái. Nhưng hắn lại nói nơi Song Gu đang đứng chính là chỗ vợ và con anh đã chết. Lúc này anh mới nhận ra được vấn đề mà quay sang xin lỗi con gái. Anh nói rằng mình thực sự là một kẻ lừa đảo, đã có rất nhiều người bị anh hại mà chết, nên hôm nay anh sẽ trả giá cho lỗi lầm của mình. Đúng lúc này kẻ đặt bom cũng xuất hiện, Song Gu cầu xin hắn tha thứ. Nhưng những gì anh đã gây ra cho gia đình hắn và những người khác, làm sao có thể lấy lại được đây? Bây giờ xin lỗi thì có ích gì nữa? Hắn nói hai người cùng chết đi, anh không muốn vụ nổ ảnh hưởng tới con gái mình chứ. Nhìn thời gian còn chưa đầy một phút, Song Gu liền quay sang nhìn con gái, rồi không do dự mà phóng xe lao thẳng xuống biển. Vụ va chạm khiến kẻ đặt bom đã bất tỉnh. Lúc này Song Gu muốn cứu lấy anh ta nhưng không kịp nữa rồi. Sau đó anh chỉ đành lấy quyển sách của con gái chèn vào giữa vô lăng và ghế dưới. Cuối cùng trước khi vụ nổ xảy ra, Song Gu đã kịp thời thoát ra ngoài. Mặc dù vụ nổ khiến anh bất tỉnh, nhưng sau một hồi được cảnh sát ra sức cứu giúp, cuối cùng Song Gu cũng may mắn thoát được một mạng. Con gái vui mừng liền chạy tới ôm chầm lấy bố. Sau chuyện này Song Gu cũng đã đứng ra nhận tội, để sửa chữa những sai lầm của mình trong quá khứ. Đến bây giờ cuối cùng Song Gu mới nhận ra rằng, không nên vì một chút lợi lộc trước mắt mà đánh mất đi bản thân, để rồi khi nhận lấy quả báo thì đã quá muộn rồi. Vậy là bộ phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.